Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh review của Sếp Thể Hình. Thì hôm nay sẽ là một chủ đề, đó chính là về tập luyện. Thì nếu như bạn nào mà mình đã tập luyện lâu năm rồi mà mình vẫn chưa cải thiện được mức tạ, hay là những bạn nào mà mình đã sử dụng rì thường xuyên nhưng vẫn không thể tập trung tỉnh táo trong cái lúc mình tập luyện được, thì hôm nay hãy thử ngay thằng này nha. Đó chính là Outlip phiên bản mới, Outlip Amp. Thì đây là một cái dòng Outlip mới so với bản cũ, thì nhìn thoạt ngang thì nó sẽ thon gọn rất là nhiều. Một cái hũ thay vì hũ cũ nó sẽ bự và tròn hơn, thì ở hũ dòng mới này Outlip nó sẽ một cái hũ rất là thon và dài hơn, nhưng không vì lẽ đó mà nó yếu hơn, mà thay vào đó những cái thành phần của nó sẽ mang lại những cái giá trị tuyệt vời hơn rất là nhiều so với dòng cũ. Thì ở Outlip dòng mới này thì với những thành phần đặc trưng trong những cái pre-workout như là citrulline, beta-alanine hay là betaine, thì là những cái chất giúp cho mọi người bơm máu tốt hơn nè, giảm được acid lactic để giúp cho mình cải thiện được cái hiệu suất tập luyện. Thì đặc biệt hơn ở dòng Outlip này nó sẽ có một cái thành phần rất là chủ chốt, đó chính là điện giải. Cái điện giải complex này trong đây nó sẽ bao gồm magnesium nè, potassium nè, rồi sodium, là những cái thành phần điện giải giúp cho mọi người có thể giữ được nước trong cơ tốt hơn, giúp mình tập luyện đỡ bị mất nước, đỡ bị chuột rút cơ hơn. Và ngoài ra nó cũng giúp cho mình tập luyện mình sẽ có cảm giác là căng phồng hơn rất là nhiều. Và một cái điểm nữa mà Đắc rất là thích ở dòng Outlip mới này, đó chính là những cái thành phần giúp cho mình tập trung tỉnh táo, đặc biệt trong đó chính là alpha GPC, một thành phần không thể thiếu nếu như mà mình muốn tỉnh táo hơn và tập trung hơn. Và ngoài ra với những cái công thức cũ như là hàm lượng caffeine cao, thì ở dòng mới này vẫn giữ được điều đó. Và bên cạnh đó nó còn có tyrosine, là những cái thành phần giúp cho mình chuyển hóa được hệ thần kinh, một thần kinh giao cảm mình một cách tốt hơn, giúp cho mình tập trung hơn và tỉnh táo hơn rất là nhiều. Thì đó là những cái điểm mà mình rất là ưa thích ở dòng Outlip mới này. Thì những cái bạn nào mà mình đã sử dụng rì lâu năm rồi mà mình không còn cảm giác gì nữa, thì mọi người có thể đổi sang dòng Outlip mới này. Ở dòng Outlip mới này á, thì với những cái thành phần trên á, thì Đắc tin là nó sẽ mang lại một cảm giác hoàn toàn mới cho mọi người, giúp cho mọi người mình tập luyện tập trung hơn, mình có thể cải thiện được mức tạ thông qua đó. Thì ngoài ra ở cái dòng Outlip mới này á, thì cái vị của nó thì Đắc đánh giá là sẽ ngon hơn. Thì Đắc đã sử dụng một lần rồi, thì bây giờ mình sẽ thử khui cho mọi người và test mùi vị tại lúc này luôn ha, xem là cái vị như thế nào. Thì về serving thì một hũ như thế này nó sẽ là 22 serving. Thì ở dòng mới này nó chỉ có một size duy nhất là 22 serving thôi. Những cái bạn nào mà mới sử dụng thì mình nên sử dụng khoảng nửa muỗng thôi, nó giúp cho mọi người hạn chế cái việc là mình bị quá tải. Tại vì trong này nó rất là nhiều thành phần kích thích hệ thần kinh đó, những cái thành phần như caffeine, alpha GPC, tyrosine đó, thì nên là người nào mà mình mới sử dụng á thì mình sử dụng nửa muỗng trước để mình xem là mình có bị phù hợp hay không, hay là có bị kích ứng quá nhiều hay không đó. Và đặc biệt là không nên sử dụng sau 5 giờ chiều với những cái bạn nào mà mình bị dị ứng caffeine nha, thì sẽ làm cho mọi người khó ngủ và cảm thấy bồn chồn đó. Thì bây giờ mình sẽ test mùi vị. Thì sau khi mình mở cái nắp ra thì mọi người thấy nó sẽ có một cái lớp seal như thế này đó, rất là chắc chắn. Thì một cái mục đích của cái seal như thế này là để giúp cho mình trong cái quá trình vận chuyển cái hũ á, nó sẽ không có bị đổ cái bột ra ngoài. Thì bây giờ mình sẽ khui cái lớp seal ra đó, nó rất là chắc nữa. Thì mọi người thấy ha, cái lớp bột nó rất là mịn, mình mới khui cái seal thôi là thấy nó bay nhẹ nhẹ bên cái bột lên rồi đó, thì bột rất là mịn. Thì bây giờ mình sẽ thử coi là cái mùi vị cũng như cái độ hòa tan của nó sẽ như thế nào. Mọi người thấy một muỗng như thế này nó sẽ là 20g và mọi người thấy ha, cái bột nó rất là mịn nè, mình sẽ cho mọi người xem đó, cái bột nó rất là tơi luôn. Thì đây cái điểm mà Đắc rất là thích khi mà sử dụng những cái loại dòng real out, tại vì khi mà cái bột nó tơi như thế này thì nó sẽ ít khi bị vón hơn đó, thì ít thôi nha. Tại vì thực sự như mọi người cũng biết rồi, trong những cái dạng real out thì thường nếu như mà mình để lâu, mình khui mình lâu ngày á, mọi người không bảo quản kỹ á, nó sẽ có cái độ ẩm vào thì nó sẽ dễ bị vón. Thì ở những trường hợp bị vón á thì mọi người cũng đừng có lo, thực ra nó không bị hết, nó chỉ là nó bị có cái bị ẩm, cái hơi nước nó tích tụ lại nó sẽ vón, gây vón bột thôi. Thì cái này mình chỉ cần bỏ vô bình shaker mình lắc lại nó sẽ tan bình thường đó. Thì nếu như bị vón thì mọi người cũng cứ an tâm, còn nếu như mình muốn bảo quản kỹ một xíu thì mọi người nhớ mình đậy kỹ lại và mình hạn chế để những cái chỗ nào nóng hoặc là ẩm quá nhiều thì nó sẽ ít khi bị vón lắm. Mọi người thấy nè, cái bột nó rất là tơi ha. Đây đó, thấy nó bay khói lên luôn, thấy không, nó rất là tơi nha, nhìn rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái mùi vị cho mọi người xem. Thì đây là xem coi là mùi vị gì đây. Thì cái mùi đó thử là mùi sugar bunch, thì chắc là mùi trái cây tổng hợp hay gì đó, một cái màu hồng
Bây giờ mình sẽ lắc lên và mình đổ ra cái ly thử cho mọi người xem là cái độ hòa tan của nó như là màu sắc của nó sẽ như thế nào. Đó, một cái màu trắng rất là quen thuộc. Thì thường thì cái dòng Aulip thì đã thấy là đa số dù là mùi vị nào thì đa số pha ra nó cũng màu trắng hết. Thì đây sẽ một cái màu trắng đục đục như thế này, mọi người thấy thì nó cũng tan rất là ok ha. Nó không có bị vón lại hay là cặn nhiều. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ uống thử và test thử mùi vị của nó cho mọi người xem. Thì với mùi vị của Aulip thì nó cũng tương tự cái loại dòng rượu ale thì nó sẽ có cái vị chua chua ngọt ngọt rất là dễ uống. Thì ở cái mùi Aulip này thì Đắc thấy là mình nên uống lạnh nó sẽ ngon hơn. Thì mọi người ví dụ mình pha, mình có thể pha với nước lạnh hoặc mình có thể bỏ vài viên đá vô thì uống sẽ rất là ngon. Thì với những cái bạn nào á, như Đắc nói mình mới tập á, hoặc là mình chưa sử dụng quen rượu ale, mình sử dụng nửa muỗng á thì nó cũng sẽ rất là đậm. Tại vì cái vị của Đắc pha một muỗng á, nãy Đắc pha là khoảng tầm 300-400ml nước thì cái vị nó vẫn rất là đậm, nên là nếu như mọi người uống nửa muỗng á thì cái lượng nước nó cũng đủ rồi, cũng không cần phải pha ít nước hay gì đâu. Cái mùi rất là đậm nha. Rồi, rất là ngon. Ok, thì đó là những gì mà thằng Aulip nó mang lại. Thì đặc biệt dành cho những cái bạn nào như Đắc nói, mình tập lâu rồi mình chưa cải thiện được mức tạ, hay là mình sử dụng những dòng wheel out nhiều rồi mà vẫn không tập trung, không có thoải mái, không có tập luyện lâu được, thì mình có thể đổi sang dòng Aulip mới này. Đó sẽ là một cái sự hoàn toàn mới cho mọi người, giúp cho mọi người cải thiện được cái buổi tập mình rất là ok luôn. Đó thì mọi người lưu ý và thử ha. Và ngoài ra nếu như mọi người có thắc mắc về sản phẩm nào nữa thì mình có thể comment phía bên dưới, Đắc sẽ lên clip review sản phẩm đó ngay khi có thể cho anh em luôn. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau nha. Này ngon nè, uống lẹ hết đi tập. Ủa, uống lẹ đi tập mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi tập nha.